Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh Hát Kinh Ngập Audio. Thì ngày hôm nay em có làm một bộ 4 lõi Hitachi mạ bạc đấy, cho một bác khách. Thì yêu cầu của bác là làm đấu BY 2 cầu đấy, như anh em đã thấy là tổng cộng là bộ này hai vế của nó đây, là mỗi vế hết 8 cái rắc bắp chuối đấy, tổng cộng 16 cái rắc. Đấy, 16 cái rắc bắp chuối. Bộ này làm rất cầu kỳ. Bộ này thì không bọc sắc rắn. Em để cho bác đấy với giá là 1.450.000 nhá, đấu BY. Còn về dây thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Dây này thì em để với giá là 200.000 một mét nhá, 200.000 một mét. Dây Hitachi 4 lõi. Đấy. Thì em chỉ quay video này video ngắn thôi. Đấy, như video trước em có làm dây này rồi. Thì ở trên dây đều có các số hiệu cả. Đây. Đây nhá. Đấy, AWM nhá. Các cái mã của nó. Style nhá. 2017. Đấy. 105C Hitachi LF nhá. Đấy. Có mã của nó cả trên này. Đấy. Thì thằng này thì là một cái thằng dây rất là tốt của Nhật. Em đã giới thiệu cho anh em. Đấy. Và cái giải chép nó rất là tinh tế, cũng như là được cái giải chép rất là sáng này, nghe sáng, sáng tiếng. Đấy. Cái độ chi tiết rất là cao. Thì em quay video này với mục đích là báo cho anh em là cũng như là hàng vẫn là còn để cho anh em chơi nhá. Bởi vì cái đợt gần đây bị dịch, thế nên là hàng về rất là chậm. Đấy, nên anh em thông cảm. Các cái đầu giải mã và các cái dây về hơi bị chậm, nên anh em có thể là chờ. Đấy. Còn những cái hàng có sẵn em đã làm như gửi cho anh em rất là nhanh thôi. Đấy. Báo ship toàn quốc cho anh em nhé. Đấy. Dây 4 lõi Hitachi. Hàng rất còn rất là nhiều. Anh em cứ liên tục alo cho em với số điện thoại 0963411622 nhá. Dây 200.000 một mét Hitachi 4 lõi mạ bạc của Nhật, bãi Nhật nhá. Đấy, em đã đấu BY đây rồi. Và video em làm thì ngắn thôi. Thì anh em nào mà yêu mến kênh thì có thể like cũng như là đăng ký kênh để em tiếp tục ra thêm nhiều sản phẩm, thì để anh em dễ dàng theo dõi các sản phẩm hơn nhé. Anh em nhấn vào nút đăng ký, chuông thông báo bên dưới đấy, để nhận được nhiều thông báo về các cái loại dây mà em sẽ ra sắp tới nhé. Vâng, video em kết thúc tại đây. Xin chào toàn thể anh em.